Chào các bạn, đây là ngôi nhà ma Đà Lạt. Chúng ta cùng khám phá xem có gì vui vẻ không nha. Chúng ta sẽ khám phá ngôi nhà ma Đà Lạt và đang đứng đầu lại nhất 2023. Người quay phim, người đẹp trai nhất trong bọn là anh Quỳnh Trung Hào. Từ từ cho máy quay bay. Lên nữa. Hiện tại chúng ta cần coi xem các đây là một cái đền thờ. Hiện tại nhan khói khá là nhiều. Thôi từ từ đã, cái mấy phòng kế bên đi. Coi có gì không? Các căn phòng thì không có gì đặc biệt. Quên chứ, lấy cây đèn pin đâu ra. Ngăn thứ hai. Và chúng ta quay qua có một thằng đang đái. Đây đây. Lấy được chưa? Lấy chưa? Ngăn thứ hai á. Đâu? Tao cầm cho. Nào cầm đi cũng được. Không có gì. Chúng ta cùng xem kỹ cái này gì đây. Trứng gà. Đù má vui nha. Ở đây mình lên cầm. Nào cầm đi cho vui. Anh Liêm đang bước lên lầu 2. Lầu 2 tầng 1 hay gì đó. Tôi không biết rõ nữa. Chúng ta bước. Có bị ma nữ hiếp không đây? Nhất đi vô cho quay phim chơi mày. Tầng 2 có gì đặc biệt? Tầng 2 chúng ta là WAF hổ báo gì đã. Tờ sờ nhà ma gì. Hổ báo gì không có ma gì lung tung nè. Ai gì đà Phật. Ở đây có gì đặc biệt không? Chúng ta cùng theo anh Liêm để khám phá nào. Hiện tại lầu 2. Ô, có gì đặc biệt đây? Một bức vẽ chibi. Vâng, rất là đẹp. Ồ, thằng chó. Thằng chó. Không có tối đừng có mở đèn pin. Tắt giùm tôi. Ồ, đây là một bức ảnh gì đây? Anh có hiểu gì không khi nhìn thấy bức ảnh này? Bức ảnh mình nhìn thì không hiểu gì hết. Nhưng mà nó rất là trừu tượng. Tại vì có những người rất điên hồn mới dễ lên bức ảnh như thế này. Tắt khi mình nhắn tiếp tục. Nhắn tiếp. Vâng, anh Liêm ngu như con bò không biết tắt đèn pin. Và anh Liêm bị sỉ nhục như con khốn nạn. Ở đây có rất nhiều hình tattoo. Chúng ta cùng qua bên đây xem có gì không. Mỗi đêm những con ma ở đây sống rồi. Hạnh phúc mong manh. Anh Vũ đẹp trai. Ai là anh Vũ mà? Quá nhiều luôn, anh Vũ, ai là anh Vũ nhận hàng à? Ai là Vũ? Quỳnh Đức Hòa, Đức Hòa là ai? Đức Hòa. Tony Tài, Tài, có bạn là tên Tài không? Nhận hàng như thế nào? Mình cùng qua căn phòng này. Căn phòng này thì không có gì. Nhưng mà chúng ta có một cái điều đặc biệt. Đó là vàng bạc thưa bạn. Vàng bạc. Nói chúng tôi nói một cái chổi, có lẽ là một cục. Có lẽ là một cái chổi. Phù thủy nào đó đã bỏ quên ở đây. Chúng tôi vẫn nhớ là cái câu chuyện về phù thủy Simla. Phù thủy Simla. Có thể là phù Simla đã đến đây. Chúng ta cùng khám sát tiếp nào. Hết con mẹ hồ đâu lên đường. Đi đường hai bên. Hai bên chúng ta còn xuống cầu thang. Còn gì chăng? Đây là những mảnh vỡ của gương. Chắc là ở tại đây có một cái vụ gì đó gớm lắm. Ô, nguy hiểm quá. Đây là cái hình gì đây? Hình theo tôi nghĩ đó là hình một con mèo đang chạy. Con mèo thời Trung Cổ hay gì đó tôi không biết nữa. Để xuống rồi đây gặp. Điệp viên. Một cái đội thông. Đây là đội thông của con thằng đáng đái. Đi xuống lẹ mày. Đã lẹ xuống. Chứ mày ở lại mình mệt lắm á. Và sau đây là nhân vật chính đang quay.
Chúng ta bước xuống cầu thang, chúng ta cùng xem quang cảnh đầy đủ của căn nhà. Ồ, hồi nãy gái nhiều lắm mà đâu hết rồi. Sao buồn quá vậy? Đây là quang cảnh của căn nhà. Chúng tôi đã đến đây. Hiện tại có hai chiếc xe đang tới. Tình hình là đủ người chưa? 1, 2, 3, 4 đủ không? Ok, 4 người đủ rồi. Biker Việt Nam nữa kìa. Sơn, Sơn, ai tên Sơn nhận hàng? Ờ đi, rồi. Và chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Tại một căn nhà, đó là một nhà ma ở Hà Nội. Hẹn lần sau nhé. Chào. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn lại chương trình sau nha. Ok. Nhớ đón xem, hãy subscribe chúng tôi. Và đăng ký Facebook và YouTube. Ok.